Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Quả dưa hấu này ăn hết cả cái trắng trắng này luôn à? Con anh có sợ em không? Chưa biết. Thế à? Ô, thế nhà còn mỗi bằng này gạo thôi à? Còn mỗi chỗ này gạo thôi à? Con này có biết tắm không? Biết chứ. Biết à? Bao nhiêu lâu con này tắm một lần? Con này á? Ừ. Con này nó chưa chưa lâu mà nó một ngày tắm một lần. Ui giời, cái bát bé tí tí thế này làm sao mà sạch được. À. Nhưng mà bây giờ hết tiền đổ xăng đi về rồi. À, Cho em ở lại được không? mở xa Ờ, hết 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 cái đổ xăng này, hết tiền đổ xăng đi về rồi. Bây à. giờ anh cho em ở lại với anh được không? Cho mở 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 tiền á Ờ, cho mượn tiền đi. ở giống mùa chứ một tí để Ô, hỏi ý kiến vợ à? ông Ôi vợ rồi, ấy giấu kỹ thế. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hôm nay thì phải nói là niềm vui nhân 2 nhân 3 mọi người ạ. Thì lời đầu tiên cho Cao Nguyên Đá được gửi lời cảm ơn đến quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã và đang đồng hành cùng kênh YouTube của Cao Nguyên Đá. Trong cái quá trình mà Cao Nguyên Đá sang Lai Châu ấy, có chia sẻ một số hoàn cảnh, thì trong đó là đặc biệt nhất đó là hoàn cảnh của gia đình có 5 người mà ở trên núi. Thì trong đó mình có để một cái tiêu đề nó hơi tế nhị một chút, đó là người rừng. Thì sau khi mà đăng tải cái nội dung video ấy lên, quý khán giả xem ở trên kênh ấy, thì mọi người cũng có nói là video này thì có em San, kênh Hoa Nắng Vùng Cao đăng rồi. Thực sự thì các cô các bác thì cũng yêu mến, cũng có nói là San đăng thì mình cũng có qua kênh của San xem. Thì khi xem được nội dung video đấy thực sự rất là vui mọi người ạ. Bởi vì gia đình mình đã vào rồi, rất là khổ và khó khăn. Bản thân mình thì thời điểm đấy là mình cũng không nghĩ là mình sẽ giúp được gia đình cái gì đâu. Chỉ nghĩ là chia sẻ, đăng tải cái nội dung hoàn cảnh đó lên thì nếu như mà có duyên thì gia đình cũng sẽ nhận được thêm cái sự hỗ trợ từ tất cả quý khán giả và các nhà hảo tâm. Thì video đấy mình đã quay từ ngày mùng 7, nhưng mà do sang bên này di chuyển nhiều thì đến mãi hôm vừa rồi mình mới đăng được. Thế nên là San cũng thấy và San nhắn tin cho mình, thì hai anh em cũng có trò chuyện, nói chuyện với nhau. Nhưng đổi lại thì đến ngày hôm nay thực sự rất là vui, vui vì có một anh Mạnh Thường Quân cũng có nhắn tin cho mình, cũng có ý là sẽ gửi hỗ trợ gia đình nhà 5 người ở trên núi, cũng như là bây giờ gia đình lại có thêm một cái hy vọng nữa, đó là có kênh truyền thông của em San Hoa Nắng Vùng Cao để chia sẻ hoàn cảnh. Thì cũng rất mong là có những nội dung video trên kênh của Cao Nguyên Đá cũng như là kênh của em San ấy, thì cũng sẽ lan tỏa được nhiều hơn, rộng hơn đến tất cả quý khán giả, và Mạnh Thường Quân sẽ sớm giúp được gia đình có một cái làm sao nói chung là có một cái kết nó đẹp nhất mọi người ạ. Cái điều mà mình mong mỏi nhất thì mình nghĩ là giúp gia đình hạ sơn thôi. Còn có thể trước mắt thì bây giờ thì sẽ chia sẻ cái cuộc sống của gia đình diễn ra hàng ngày như thế nào. Thì
mọi người sẽ theo dõi ở trên kênh của Cao Nguyên Đá nhé. Bởi vì trong cái thời điểm hôm mà mình quay nội dung ở nhà anh đấy, thì sau khi mình chia tay em Quậy thì mình buổi trưa mình có quay lại. Thì mời mọi người cùng theo dõi video. Xin chào và gặp lại mọi người. Các bác thân mến, hiện tại thì xe là sẽ không mang lên được phía bên trên đâu. Bây giờ thì mình sẽ về để xe ở đây. Phía sau thì là toàn là núi thôi với cả là sương mù nữa. Cũng không biết là để đây có an toàn hay không. Bây giờ thì các người đá sẽ phải đi bộ lên phía trên kia mọi người ạ. Bây giờ là sương nó đang bay kín hết cái đỉnh núi này rồi. Trắng xóa một màu luôn. Phải nói là đi lên một mình là cũng có cảm giác là hơi sợ sợ đấy mọi người ạ. Chứ để mà nói không sợ thì không đúng đâu. Được cái thời tiết này nó âm u lắm. Các bác thân mến, chào mừng các bác đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì mình đang có mặt đi lên trên nhà của gia đình mà ở trên núi mọi người. Hôm nay thì chỉ có một mình Cao Nguyên Đá đi thôi. Nhưng mà đi một mình lên đây mình vẫn có cảm giác hơi sợ sợ. Trong nội dung trước ấy, khi Cao Nguyên Đá chia sẻ về hoàn cảnh và cuộc sống của gia đình thì cũng có rất nhiều các cô, các bác, quý khán giả cũng tò mò về cái bữa ăn của gia đình như thế nào. Như mọi người theo dõi video trước thì mọi người biết rồi. Cái nơi sinh hoạt của gia đình thì tổng cộng là có 5 người, bao gồm là có ba bạn trẻ con nhưng mà cũng lớn rồi. Cái hai người lớn đã sinh hoạt ở trong một cái lều nhưng nó nhỏ con ấy. Thực sự rất là chật chội và ẩm thấp nữa. Hôm nay thì sẽ lên là thăm gia đình xem gia đình giờ này đang làm gì nhé các bạn nhé. Mình cũng rất là tò mò. Không biết là ở trên này gia đình nó sẽ ăn uống bằng cái gì. Rau cỏ xung quanh nhà thì mình nhớ là hình như là không có trồng đâu. Với mọi người theo dõi ở video có ai để ý không? Thực sự là đi như này vừa đi là còn phải vừa trông xem là gia đình có ai ở ngoài này không ấy. Sợ nhất là cái trường hợp mà mình gặp và người ta cũng giật mình gặp. Người ta gặp mình cũng bị giật mình ấy. Lúc đấy thì chắc là sợ lắm đấy. Ở đây mọi người nhìn này. Đây có một cái bức tường đá ấy, được gia đình là che lên để chặn nó lại. Nó cao ngang đến cái tầm mang tay của Cao Nguyên Đá này. Trước khi vào nhà thì chúng ta phải vượt qua một cái hàng rào đá này. Đây là một cái bãi cỏ. Mình thấy thì không có cái dấu vết cắt của thu hoạch cỏ cho con vật chăn nuôi đâu mọi người ạ. Đây chắc là khu vực nguồn mía của gia đình này. Không biết là mình có nên gọi to từ đây không hay là lên đó thì mới gọi. Thực sự có cảm giác nó nổi da gà ấy. Gia đình thì bọn trẻ con nó còn nhớ mình không? À, có
Có tiếng có người trong nhà rồi. Có ai ở nhà không? Nhỏ chê chín nhỏ. À, có trẻ con. Mình nghe được trẻ con này. Cỏ thì đã được cắt về đây rồi. Sao lại chui qua đường này đấy? À. Bố mẹ đi đâu rồi? Chắc là vừa đi làm cái gì vẫn còn con dao ở đây. Chào chị nhá. À? Vâng. Ôi. Ôi dồi ôi, nghe thấy tiếng kinh mà mình còn giật mình như này đấy. Đang làm gì đấy anh? Anh đã Hả? nhà mà. Đang làm gì? Ở nhà thôi. Ở nhà thôi à? Không làm gì à? À. Đã bị ống không làm được gì. Toàn bị ốm à? Nó thật khó đó cho. Cái này ta Ồ, vứt dép ra cho bố. chặt ra phải chặt chỗ này một cái thế à nên một cái Đâu hai nào cho em mượn này, em cài cho anh cái này để nói chuyện nhá. Kẹp vào đây nhá. à. Không, nó không bị ốm đâu nên yên tâm đi, kẹp vào đây là không bị ốm đâu. Nhá, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình đâu nhá. Không sợ đâu nhá. Nó Rồi. nước được không? Nói được rồi. Nước được à? Vâng. Cái này nước được. Vâng, anh nói nó sẽ thu vào đấy. Thế à? Vâng. Ờ, nước được thu vào đây Đúng rồi, nó được thu à? vào đây. Thế thì em nô một câu chuyện đường đưa thì mới số lại được không? Sao? Nó đưa cái này và thu thu được nó số được không? À, được, được. Được Được. à? Mình cũng không hiểu anh nói gì lắm. Dọn bớt cái này ra đi để trước cửa nhà chật thế. Đâu xem hai bạn này em nào. Hai bạn gái Hôm nay thì có vẻ là hai đứa nó đỡ sợ người hơn rồi. Nhưng mà vẫn đang trốn máy quay hay cả. Nhà mình ăn cơm chưa anh? Ờ, thì bây giờ vào đi vào ăn cơm buổi sáng đúng không? mà Ừ. không bữa sáng Ừ, thì đi vào ăn cơm đi. gì cho nó mỏi nó mỏi Mình cảm giác là cái dáng đi của cô bé này có vấn đề này. Người không được thẳng lên đấy. Bây giờ là ăn cơm sáng à anh? ăn cơm buổi sáng À. không phải buổi chiều Thế à? à buổi sáng về xa sướng 12 giờ trưa. về xa sướng 12 giờ trưa mà là sáng sớm đấy mọi mất người. đi. Thanh niên kia được giao cho nhiệm vụ là đi nhặt củi à? Nè, đấy, vẫn có hết, đấy. Nó mang ăn cái của riêng cái này hay đích. Đâu, anh ăn kiểu gì? Nó, thì nói thế thì À. chứ. Thế chỉ dọn đi ăn dỗ chứ. Ngâm dỗ nào. Ui, cái chậu kia bẩn đi. Ngâm gõ đi dỗ. Gõ đi dỗ ở chỗ nào. Nó, nó ở đây chỗ nào hả? Là nó đây chỗ nào hả? Nó ở đây chỗ nào.
lẫn lẫn mọi cái chuyện đấy chủ nà, nó nhớ là nhớ mà nó ăn không à, đưa lắm để ăn nó ok. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ á? Vâng. Bây giờ có khi là 10 giờ. 11 giờ. Thế à? Ừ. Đúng chưa? Ờ, đúng rồi. 12 giờ. Ừ, anh đoán sai một tiếng. Ừ. Nhưng mà đây là ăn cơm trưa chứ có phải là ăn cơm sáng đâu. Ừ, đúng rồi. Nó mà bây giờ em mới dậy. À, bây giờ mới dậy á? Ừ, bây giờ mới dậy mà. Anh bây giờ mới dậy à? Vâng. À. Mình phải di chuyển vào một góc ở trong cái nhà này để quay chia sẻ cho mọi người. Nó no, đâu? Quả dưa hấu này ăn hết cả cái trắng trắng này luôn à? Ừ, nấu ăn mà. Nấu ăn nấu như ừ, nào? Ừ, nấu rồi và nấu chín và tủ kem này nó ngon. À, nấu cho vào nước à? Vâng, cho vào nước. Này còn ăn bốc rồi này. Ừ, được rồi. Ha. Đấy. Đấy. Đây thì cháy là ăn cơm mà. Ăn cơm không với cả nước lã thôi sao ấy. Nước lắm. Nước lã. Đây cái chậu rửa bát này. Ôi nó mất vệ sinh thế. Này mỏ một tí, còn sớm một tí thì nó chiếu được phim. Thế hả? Về muộn một tí thì nó ăn xong rồi. À, mình cũng không hiểu anh nói là gì. Thế là lúc đấy là sáng không ăn rồi đúng không? Vâng, nó ăn từ lúc rồi. Thế một ngày mình ăn mấy lần? Một ngày ăn hai lần. À, một ngày ăn hai lần. Ừ, hai lần. Thế vừa rồi là cũng là ăn một lần là ăn sáng. Ừ, nó sớm thì nó hai lần. Ăn cơm sớm thì nó ăn mới lên. Ăn cơm sớm thì ăn hai lần. Dạ. Ăn muộn thì ăn một lần. Vâng, vâng, vâng. À. Có phải những cái đấy. À, thế vâng. Nhà anh có lần nào phải ăn một lần không? Ừ, nhà thì nó có một lần thì nó ăn từ lúc sáng sớm thì ăn một nó từ lúc 10 giờ 9 giờ thì nó ăn một lần. À. À. Thấy. Vâng. Rồi. Đây mọi người này, hiện tại thì mình đang ngồi ở trong góc nhà, cái chỗ mà lúc nãy mình phải hỏi có ai ở nhà không ấy, thì đứa trẻ con nó thò ra qua theo cái bạt này này. Này này, đấy. Thế là nó thưa với mình. À. Nhà thì nó thấp, nó lụp sụp ấy, thành ra là không có ánh sáng ấy. Mình ngồi nó phải dùng đèn để soi ấy. Ngay cái phía sau này là cái khu vực giường ngủ. Nhà anh có vẻ là thích ăn quả dưa hấu này nhỉ? Ờ, cũng ăn đấy. Quả này có tên là gì? Quả này là của dân sen. Dưa xanh à? Và của dân sen. À, chắc lại tại nó màu xanh đúng không? Và tại màu xanh. Đi anh em đi ra ngoài đi. Và. Thế hôm nay như này có lạnh không? Không, còn hôm nay nó lẹm lẹm. Hôm nay sương mù đầy nè, lạnh lắm. Lẹm lẹm. Có nhớ anh không? Nhớ à? Thế chào anh nào. Em chào anh. Đúng rồi. Em bé kia nữa. Nó sợ. Nó sợ à? Nó sợ. Đâu thế rau nhà anh trồng ở đâu? Mà rau á? Rau. Rau á? Nó rau ấy. Nấm rau thì bây giờ thì mùa này không có rau rồi. Mùa này có mua ăn thôi. Đi mua à? Ừ, mua ăn thôi. À, có tiền để đi mua à? Ừ, tiền rừng này có thì đi mua thôi. À, có tiền rừng thì mới đi mua rau tiền. Thôi và, gì? Còn không có tiền rừng là ăn cơm không à? Và không có tiền rừng thì nó
ăn cơm không ăn nước thôi. À, ăn cơm không mới ăn với nước. Và ăn ăn như vừa rồi mình vừa ăn đấy á. là vâng À. nếu chỉ lo khá định dùng hoài nào Anh bảo con làm gì con à? rộn mạng nó mạng điện thì rộn mạng À, hai bà con mặt đen thì rửa mặt á. là Đâu? Đi ra đây chú xem nào. hay lo nên lấy người chủ nấy cho Qua đây lấy chú cho xem sẵn nào. nào vâng đấy có mà đi không Bạn này là lười rửa mặt lắm đây này. đấy. Rồi. Đi. À, đi rửa mặt đi nào. Rửa tề à? Rất tệ. À, rửa tề à? Mong gặp À, nhau gặp phê. rửa mỏ. Rất tệ. Rửa Rửa đây đây. mặt là gì? Mà trắng trắng. À, À, nhưng mà rộn. rửa rửa mặt nó như nào, Rộn rửa mà. gì? Rửa Rộn gì? mà trắng. À, thế Đi đi bảo con đi làm đi. à. Bảo con đi làm cho sạch đi anh. Này, nếu lâu đèn cho mất cho phần cho con mò tê. Đây đây, mò. Có vẻ hôm nay thì Nó dặn người đi hơn đi rồi. làng cỏ chơi chơi cỏ thì nó Bẩn đi tay. đẻ nó bệnh tay Đúng rồi. Đi làm cỏ đi chơi cỏ thì bẩn à. tay. Và Bố thì đang 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 à. đang nói cái lý do mà con gái bị bẩn tay. Đấy, À. mình có thể ví dụ nói như là bố đang bênh con thì phải. Và Ôi nên nó rửa trong ngày luôn à? Trong ngày có nước đâu mà rửa à? nếp vừa lớp tận đây này vẫn sửa Ôi đèn gì nó có nhầm. nhiều mà nên ruột thì ô Ui giời, cái bát bé ti ti thế này làm sao mà sạch được. do mất phút tập hòa Đi đi ra ngoài rửa đi, đi ra nên ngoài khăn rửa đi. tôi nó lên Ra cho ngoài lấy nước ở can đi ra rửa nó đi con. nên khăn tôi nó lên cho nào Mấy đứa nó có vẻ như sợ nước đấy mọi người ạ. khăn tôi nó lên cho mùa chết chết mùa tê ấy to Cái của coffee cô thế tao bé là mọi người nhìn thấy không? Chắc là lâu lắm không được gội rồi, nó cứng hết vào rồi. Được chưa? Quay mặt lại chú xem nào. Nào quay mặt lại đây nào. Hai đứa không nên hiểu mình nên nói gì cơ. nếu mà thì nên luôn chạy một tập về lấy chỗ này nào à Thì bé à. lấy chỗ này cho học phim nè Đi đi ra ngoài nào, đi nào mùa. Khia khia nào, đây này, bạn này là chân có vấn đề luôn mọi người ạ, ừ đi có chứ dáng đi lại là đấy không được bình thường cho tên nó hô khó tên nó hô đi đi tên nó hô đi ừ đi đây đấy ô có gì do này này con này lâu lắm không tắm rồi à? con này nè Ừ. chưa lượm Sao mà tóc cứng hết rồi. con này nó chưa hết đâu nó chưa sửa đâu À. mà chưa cũng biết chơi Cái con này có biết tắm không? biết chứ Biết à? Bao nhiêu lâu con này tắm một lần? con này á Ừ. con này nó chưa chưa lâu mà nó một ngày tắm một lần đó Nó một ngày tắm một một lần tắm một á? lần người ta hai lần một lần đó Một ngày tắm hai lần một lần là bố chắc nhầm rồi chứ nhỉ? Ôi, móng chân đứa nào cũng dài này. con này đấy Bạn này là mấy tuổi rồi nhỉ? mà đây chỉ có bốn
ba tuổi rồi. 3 tuổi rưỡi á? Ba tuổi rưỡi. Làm gì? Đúng đấy. 3 tuổi rưỡi mà lớn như thế này á? Vâng, 3 tuổi rưỡi. Không phải đâu. Em về đây chỉ có là đại tháng thôi mà. 7 tháng về đây mà. À, từ lúc 7 tháng là con bé lên đây ở. Vâng. Có là 4 tháng, có là 4 tuổi cho 4 tuổi đấy. À. Chưa đến 1 tuổi mà về đây mà. Ừ, chưa đến 1 tuổi đã về đây mà rồi. Chưa đến 1 tuổi mà. Nhưng mà gia đình mình ăn như thế thì có no được không? Ồ, phải ăn chưa no mới, phải mua về lại nhá. Ăn chưa no mấy á? Và ăn no thì lúc nào thì cũng phải mua về no. À, đi mua cái gì thì no? Mua dưa này, mua là gạo này, mua phiến này, mua mì này, mua mua cám này, mua thịt cám này, mua là thịt lợn này, thịt gà này, rồi nhà khoa về ăn. Vâng. Thế bao nhiêu lâu rồi thì mình chưa ăn những cái món đấy? Hả? Bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn những thứ đấy? Lâu rồi, lâu mình bị ống thì lâu chưa được ăn. Đấy, bây giờ mới mua về ăn. Thế em bảo bây giờ em lên thăm anh ấy. Đi xe máy lên đây. Nhưng mà bây giờ hết tiền đổ xăng đi về rồi. Cho em ở lại được không? Mà xa. Hết 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 cái đổ xăng thì hết tiền đổ xăng đi về rồi. Bây giờ anh cho em ở lại với anh được không? Cho mượn tiền á? Cho mượn tiền đi. Mượn tiền này. Tiền mình thì không có. Bây giờ không có. Không có à? Bây giờ chứ người ta chưa cho được. À. Bây giờ lúc nào nói được bỏ bỏ làm. Bây giờ nó hiếm mua nó. Cậu con à? 16. Thế là bao nhiêu ngày 16 mới có tiền à? Ngày 16 mới có tiền. Hôm nay là 20 rồi. Hôm nay 20 à? Vâng, qua rồi mà. Thế à? Lúc nào mình... Hay là 16 tháng sau? Nên một ngày này. Mẹ lấy tiền, nó cho cậu cho hết mất à. 16 ngày mông là 26 ngày kênh đấy. Ngày mông. Ngày mông á? 16 ngày mông á? Ngày mông là ngày bao nhiêu? Chưa đủ à? Thế con anh chỉ biết xem ngày mông thôi à? Nên biết ngày mông nó đi theo ngày mông đi đi đâu? Đi mùa kệ tết này mùa đấy đi làm rừng đi cắt rừng đi cắt rừng thì tao đi phá cây. Thế em bảo này, bây giờ là chưa có tiền đấy, thế mà xe hết xăng em chưa về được. Thế thì cho em ở lại đây với anh nhá. Ở đây được không? Ở đây. Ở đây có. Cho ở đây ăn cùng với ngủ cùng được không? Được. Ăn ăn cơm á. Không, bây giờ là xe hết xăng rồi, không về được. Bây giờ cho em ở lại đây với anh nhá. Được không? Cho em ngủ với mùa pư ấy. Mùa pư. Được không? Hết xăng. Xe hết xăng rồi, bây giờ chỉ ở đây được thôi, mùa pư ở đây thôi. Được không à? Được. Đây giờ lấy tiền cho xây tả nè. Cho xây tả. Vận dụng hết những cái vốn từ tiếng Mông của mình biết. Cho xây tả lợi. Thế bây giờ thế đồng ý cho em ở lại nhá. Là ký mua lại đấy. Con đi mua lại nữa mới được. Lại đi anh nói nhiều từ mình khó hiểu thật. Nhưng mà sẽ cho em ở lại cái gì? Xe bây giờ cho em ở lại đây nhá. Mở lại cái xe này không? Cho em ở lại với anh nhá. Cho em ngủ ở đây này. Ăn ở đây này, ăn ở đây, ngủ đây được không? Được không? Ăn cơm đây. Ngủ ở đây nữa. Ngủ ở đây được không? Được mà chưa có nước. Chưa có nước à? Để không có nước. Thế bây giờ cho em ăn với ngủ ở đây nhá, thì em đi ăn bữa thì có. Ăn bữa thì có, là ngủ thì cũng có, không có nước. Ăn một bữa thì có. Ăn bữa thì có. Thế thì nó ăn lâu thì nó không có nước thì đi uống nước về. Đi uống nước về bằng bữa đây cũng được. Nhá. Đấy thì ăn bướng thì ăn bướng ngủ mà ăn bướng có, nó mà không có nước. Chịu có nước. Chịu cũng có nước.
nước này rộn trên này rộn mà này đấy à, xa xứng này có rửa hai ngày ba ngày này đấy không có nước rửa chân rửa mặt còn, đấy không có nước sớm hai ngày ba ngày và thế mới được thế thì nó không có nước thì nó không nó khổ nước thôi nó khổ nước thôi nó không có nước là nó khổ nước thôi vậy khổ nước thôi cái gì là đeo am cầu cấm cũng mà đeo thì đeo một một ém về am thì đeo mấy mấy chục ngày mấy chục ngày à mỗi ém nào mấy chục ngày à và còn là 10 ngày hay là được 10 ngày ừ, 10 ngày à. Thế thì được nó mà không có nước thì 10 cân gạo mà ăn được chục ngày thì mọi người biết là gia đình là không có cái gì ăn chỉ ăn gạo cho no bụng thôi đấy. Mình đứa nó đang nhìn mình có vẻ rất là lạ lùng đấy. Con anh có sợ em không? Chưa biết. Thế à? Chưa biết là có sợ không à? Anh hỏi xem nào có sợ em không? Nếu mình trai như là hả? Có sợ không? Nếu buồn sai như là hả? Chi sai à? Sai chi sai? Mẹ? Chi sai à? À, mấy đứa bảo là không sợ. Nhi bao mông mà chính sai. À, đúng rồi. Bao mông mà chính sai. Bao mông mà chính sai. Chi sai là không sợ. Không sợ. Nó biết người thì nó không sợ. Vâng. Không biết người thì nó sợ. Đúng rồi. Bởi vì con anh gặp em rồi đúng không? Bà. Biết em rồi, em vào một lần rồi nhỉ. Bà. Ừ. Em bảo đi vào đây này, cái nồi này bẩn này thì phải bỏ ra ngoài đi, đừng để ở trong này anh ơi. Vâng. Củi này lúc nào cũng nên nên là mua chiếc tài phò đỏ. Mua chiếc tài phò đỏ này. Đây này, bảo con mang cái này ra đi, không bẩn quá. Ừ, nên thế à? Lòng cao cho anh tỉ biết là cho một lốc hắn anh rùa. Đúng rồi, mang ra đi, mang ra đi rửa đi. Cho hắn anh rùa nào. Nào, đi dọn đi nào, mấy đứa. Cho mình rùa, cho anh tỉ cho bắt chè. Cho để chầu chú này. Đúng rồi, dập bếp đi. Mà mua chứ thầy phá đâu. Nó không đọc số nào. Ô, đổ thế luôn à, đổ vào luôn như này à. Có cái ấm nước này nó bị mất tai rồi. Đó rồi chứ còn tốn. Mọi gia đình thì cũng rất là chiều con mọi người này. Đây còn có những cái cỏ mà cái phong bánh khảo hay sao ấy. Ô thế nhà còn mỗi bằng này gạo thôi à? Vâng. Còn mỗi chỗ này gạo thôi à? Vâng, mông cổng này ăn rồi mà. Ôi thế ít ít thế này thì em ở lại làm sao mà đủ ăn được? Nó phải phải mua lại nó một ngày thì có mua một lại 4 cân 3 cân 4 cân 3 cân vậy không thôi. Mua lại 4 cân 3 cân à? Là lúc trước thì nó về đây thì em không nó không về được thì nó đều mới tạo về. Nó mà bây giờ thì ú rồi khổ quá mà không đeo được. Hai chị cháu thì hai chị cháu về đeo về thôi. À. Thế mới điều vậy ăn. Nhưng mà bây giờ em mà ở đây ít gạo như thế thì ăn làm sao được? Gạo ít thế thì cũng không có. Không có chỉ có tặng người thôi. Tặng người. Tặng chúng tặng vắng, tặng thờ thôi. Ăn tạm thời thôi à? Và à. Với mua lại nữa. Vâng, đây đi ra xem mấy đứa trẻ con nó rửa bát mọi người. Nó rồi đi hái một cái nắm lá này về. Để làm cái dụng cụ để rửa bát ấy. Sổ hú đã. Thế con gái không phải rửa bát à? Nó chỉ muốn chân thì à. Nếu mình dân tìm mò, nó xin cho ạ. Chung là bát này thấy cũng chẳng có mỡ. Chỗ đây thì nó sợ nó không có nước nên
Chú ăn cơm chưa? Em chưa ăn cơm. À? Em chưa. Chưa à? Chưa thì nóng một tiếng được cơ. Nóng một tí nồi cơm á? À? Có không? Thế bát này mà bao nhiêu hôm rồi chưa rửa? Rửa hả? Cái này này, cái này bao nhiêu hôm rồi chưa rửa? Rửa chứ nhưng mà bây giờ nó chưa có cái dầu hỏa dọn đó. À, nó chưa có cái dầu hỏa để rửa à? Dọn đó. Nó cái lắm lấy cái lá cọ rửa thôi. À. Thế cái bát này mấy ngày rửa một lần? Bát này á? Vâng. Ồ, bát này thì rửa từ nhiều rồi. Thực sự là chưa thấy một gia đình nào mà khổ và khó khăn như thế này đấy. Bát này nó hai lại bát một lại thì nó rửa thì nó chám. À. Một bát thì nó rửa nó không chám. À. Không biết. Anh bảo có hai loại bát, một loại rửa thì nó trắng, đấy. Một loại rửa nó không đấy. Trắng mọi người ạ. Đấy, xem vào hai loại bát. Ờ. Đấy, đấy một loại thì nó rửa được. À. Đẹp. Thế hai đứa con gái kia có phải rửa bát không? Có. Có à? Ừ. Thay nhau rửa à? Đúng rồi, thay nhau nước nào đây thay nhau rửa. À. Ừ. Anh bảo con là phải tráng thêm một lần nước nữa đi, rau nó vẫn con, lá cây nó dính ở nồi kia, như thế không đảm bảo vệ sinh đâu. Lọc ở đây gió nào. Ừ, làm một lần nữa. Rua rua một lần nữa. Rua mềm mềm, lọc ở đây. Ừ, đúng rồi, rua mềm mềm. Thế nhà tiết kiệm nước lắm, bố đã bảo rua mềm mềm rồi. Phải rửa cho nó đen ra một tí. Ừ. Kể chỗ nào là cũng đổ nước được luôn. Cái bát này nó ruộng cái bát này thì cái bát này nó khó ruộng quá. nó không trắng mới. Làm sao mà khó rửa nó không trắng à? Cái này nó khô, nó khổ quá, nó không giống như không đỏ mình mua. À. Mình mua thì nó ruộng một lần thì nó trắng tiền. Ừ. Thế thì cái này nó chỉ cần tạm thời thôi. Không đỏ thì nó có. Có một cái chân tỉ đơn ừ đã luôn tờ này mo luôn tỉ đơn rồi này nhá, con tỉ đơn này chân tỉ đơn này tỉ thật bát liền. Anh mà con lấy cái gì cho mình xem thì sao? Lấy cái bát, cái bát, cái bát khác. Lấy bát khác. Ừ, lấy cái bát khác nó rộ mới đẹp. À. Thế bát kia, bát đấy không ăn à? Không, để có 4 cái thôi. Để 4 cái à? Để dành 4 cái à? Riêng 4 cái thôi này. Để dành làm gì? Ông xã cho mà. À ông xã cho à? Ông xã cho mà. À ông xã cho xong bao mình để dành à? Xả, ông vợ ấy. Giống kỹ thế. Không biết là bao nào luôn này. Mất rồi đấy mà. Xem thế nào. Giống này. Kia cũng còn một cái chạm nữa.
Ta chỉ bỏ ra. Dạ. Chỉ mua. Chỉ mua à? Bỏ từ đó gì? Bỏ à? Anh đang lấy dạ, chính một cái bát được người khác cho mang ra để cho mình xem mọi người ạ. Lúc nào thì mình đeo mấy bác về kia thì nó bị cháy hết, nó không có. Cháy hết rồi không có. Mấy cái bát cũ ngày xưa là bị cháy hết rồi đúng không? Và cái bát xương ấy. Ừ. Cái bát xương thì còn âm thì còn tốt được. Thế thì cái này là cái không phải cái bát xương. Cái bát xương thì ăn ngon hơn. Kia cái bát xương không? Bát xương này. Có nghĩa là cái xương trâu ấy. Em biết rồi, cái bát làm bằng sừng trâu đúng không? Bát sừng trâu thì ngon hơn này. Ngon hơn à? Vâng. Thế mình còn cái nào không? Không có. Bây giờ nó bị cháy. Nó bị cháy là mất hết rồi, hỏng hết rồi à? Hỏng hết. Hỏng hết càng là cả máy. Cả máy hỏng hết càng đồng hồ ấy. Có biết cái đồng hồ không? Đồng hồ à? Vâng, cái đồng hồ bằng tay. Đồng hồ đeo tay. Cái đồng hồ người cài này. Nó cháy. Đồng hồ mình mua về bị cháy hết, cho trẻ con cháy hết. Vợ anh đấy cũng đang cặm cụi không biết làm gì đâu. Vợ anh đang làm gì đây? Đang làm cái khảo hát chị. Chị này chị đang làm cái váy này. Cái này là làm cho ai đấy? Làm cho con gái à? Là cho con gái. Đâu cái này là cái nào ở trên bộ váy nhỉ? Cái này chỉ có là ở trong trong đây. Chị gái cũng khéo tay lắm mọi người ạ, thiêu thùa may vá là biết cả đây này. Nhưng mà cái này thì là cái nào ở trên cái váy này? Là ở trên này. Đang sau lưng à? Ở chỗ này à? Sau lưng này. chú xem nào, cho chú xem nào. Đấy đấy, nào. Là cái này. Là cái này. Là cái đấy. Là cái này, nó là cái lưng áo này. Vâng. Mang ngô ra làm gì đấy? Có phải. Đây chỉ về trồng đấy mà. Mang đi trồng ngô á? Trồng ngô đấy. Hôm trước đã trồng đấy mà. Trồng ở đây à? Đây. Cái này. Trồng ngô đây mà nó bị vào nhà đây thôi mà. Thế mọi người thấy đây, ở đây cái lá cây rất là hữu dụng, nó dùng như một cái chiếc rẻ lau ấy. Đây này, cháu bé đang dùng để lau những cái bụi bẩn ở trên cái nắp của cái xô. Mình nghĩ là chắc là hôm nay có mình vào thì mới lau như này thôi, bởi vì mình nhắc từ cái khâu rửa bát ấy. Thế cho em đi vào xem bếp nhà anh xem nào có thiếu cái gì không. Cái gì không có, thiếu nhiều lắm, không có gì cả. Có mỡ không? Ở nhà có ăn mỡ không? Có mỡ á? Ôi, nhà mỡ thì không có rồi. Thế ăn bằng cái gì? Chỉ có ăn muối thôi à? Ăn mỡ tạm thơm, ăn muối, ăn mì chính thôi. Có mỗi muối với mì chính thôi à? Vâng. Không có dầu ăn với mỡ à? Vâng, không có dầu mỡ. Dầu thì hết. Chỉ cần tạm thử ăn thôi. Tạm mua ăn mua thì mới mua nhà qua bẻ ăn thôi. Sao đủ ngày nó còn sâu còn trộn ăn đấy. Đủ ngày đi. Chưa được ngày. Chưa được ngày. Bây giờ mà mang đi trồng ngô và con sóc với con chuột ăn mất hẳn ngô của và mình. Nó đủ ngày mới được. Vâng. Thế bây giờ là mang cái này ra đây là để tẽ ra. Rồi cho nó bẹ. Bẻ ra. Bẻ ra cái mỏ đi. Cái vỏ mỏ đi. Thế đi làm thôi nhỉ. Làm đi cho em làm cùng với, xong để còn tối cho em ăn cơm cùng với chứ. Ủa ấy chỉ đấy đó nó mỏ. Ok nó. Ủa nó mỏ ok. Nhá. Ủa đi. Ủa chỉ đi nó mỏ ok nó. Đấy. Đấy. Gia đình có vẻ là hơi lạ. Buồn cười với cái việc mà mình xin ăn rồi xin ngủ ở đây. Thế bây giờ cái này là làm như nào đây anh? Cái này nó bẻ nó đâu? Anh làm thử em xem nào. Cái này á. Bây giờ cho vào đây à? Cái tẽ ra cho vào đây à? Vâng. Như này cho vào đây à? Vâng, đúng rồi. Nên cho này dùng cho thử không?
nhỏ nó. Chơi xuống nhỏ. Đủ chưa? Nó có sâu nó ăn hết nữa mà. Con sóc nó ăn hết. Mày cũng gọi được ao mà, con sóc nó ăn hết. Ôi cái ngô giống này làm sao mà dùng được nhỉ? Này. Mọi người nhìn này. Mọt hết. Nó mọt hết rồi. Đây này. Nó mọt hết. Thế cái này làm sao mà làm giống được à anh? Cái này nó làm thế thì nó không giống được. Cái ngô này này, cái ngô này là ngô của nhà mình à? Của từ năm ngoái để lại à? Đúng rồi. Cái này thì con mua lại thôi. Không phải cái hôm nọ mình mua thì sang về thì con có tiền hơn cái này, nhưng mà cái này nó chỉ có chiếu người cái này nó cũng tốt mà cái mỏ hết. Người chú này này. Hay chị em đang có vẻ hào hức về cái máy quay này, đang đứng ở đằng sau nhìn mình kìa. Nước cái chó đó. Chó có gì chó. Đấy. Cái nào để nước, để nước. Để nước vào. Bây giờ cho nước vào ngâm. Vâng, ngâm nó to một tí. Nhưng mà hôm nào thì mình mới mang đi trồng đấy. Chờ nước là cho à. Thế chỉ cả. Từ mấy hôm nữa. Từ đến chủ nhật. Chủ nhật. Chủ nhật thì trồng. Chủ nhật. Hôm nay là thứ năm rồi. Hôm nay ba hôm nữa. Ba. Năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Ba hôm nữa. Ba ngày nữa. Chủ nhật mới trồng. Chủ nhật trồng thì được. Trồng chú kia này lên làm chú kia trồng hết này. Cứ trồng cho nó đi hết. Bây giờ mình có đi làm gì không? Bây giờ thì nó đến 12 giờ. Đến 12 giờ á? Đến 12 giờ thì nghỉ. Đã đi. Giải nhiệm mùa bưởi. Đã đi nhị. Làm được gì đâu mà nghỉ. Bây giờ 12 giờ rồi mà. 12 giờ thì nghỉ. Nghỉ thôi à? Nghỉ đến 1 giờ. Giờ. Đến 1 giờ. Thì xong mình làm gì nữa? Nghỉ 1 giờ thì nó đi làm là cỏ. Đi làm cỏ á? Hay là cỏ. Nhưng mà bây giờ là 1 giờ rồi. 1 giờ. Đây này, 1 giờ rồi. 12 giờ 59 rồi, 1 giờ rồi. 1 giờ kiến. Thì bây giờ đi đâu? Giống mùa chứ hơi một tí để. Ô, hỏi ý kiến vợ à? Ông anh ấy rất nghe chị ấy sao nhá. Phải kế vợ nữa. Bây giờ đi làm gì nào? Nó cũng có nước. Thế đi lấy nước à? Đi đây. Thế mình đi lấy nước nhá. Vâng. Thế đi. Dạ đi. Đi đấy. Bếp mổ thịt đi à. Đi lấy nước nhá. Đi nước.